Xin chào các bạn. Ở trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn về ba cái vấn đề mà các bạn cần phải hiểu khi mà chúng ta phân tích tài chính của một cổ phiếu. Thì tuy rằng ba cái vấn đề này khá là cơ bản thôi, nhưng đôi khi các bạn là người mới hoặc là các bạn không có kiến thức khá sâu về tài chính á, thì các bạn sẽ không phát hiện được các điều này. Thì mong rằng qua video này á, trước khi bạn muốn đầu tư vào một cổ phiếu nào đó mà cổ phiếu đó nó có ba cái vấn đề như sau thì chúng ta nên hạn chế hoặc dừng lại và không nên đầu tư vào cổ phiếu đó nữa. Ở trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ phân tích một cổ phiếu Hòa Phát có mã chứng khoán là HPG để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất. Thì trước khi vào thì các bạn sẽ vào cho mình cái web mà mình thường hay phân tích. Nói chung là cái web này khá là phổ biến, đó là cái web có tên là fin.vn nhé. Fin ở đây có nghĩa là kiếng lửa. Khi các bạn đã vô một cái web như thế này rồi thì các bạn sẽ gõ mã cổ phiếu ở đây, gõ HPG. Đây là mã chứng khoán của công ty tập đoàn Hòa Phát. Rồi các bạn sẽ vào đây. Phần tài chính của công ty nhé. Đây báo cáo tài chính đây. Ở đây mình giới thiệu luôn á, thì thường một công ty sẽ có ba cái bảng về tài chính, như là đó là bảng, cái thứ nhất là bảng cân đối kế toán, cái thứ hai là bảng kết quả hoạt động kinh doanh, cái thứ ba là bảng lưu chuyển tiền tệ, còn một cái bảng báo cáo thứ tư nữa là đó là bảng thuyết minh. Thì khi mà các bạn đọc một cái thông số dữ liệu nào đó mà các bạn thấy vì sao cái số liệu nó tăng đột biến thì các bạn có thể vô bảng báo cáo thuyết minh để xem chi tiết hơn. Nhưng mà trong video này thì chúng ta sẽ chú ý đến cái bảng cân đối kế toán thôi nhé. Ok, về trong bảng cân đối kế toán thì về phần cơ cấu tài sản ngắn hạn, các bạn chú ý cho mình cái mục này. Thì một cổ phiếu được gọi là tốt khi mà công ty đó nó phải có một cái lượng tiền mặt khá là ổn trong cơ cấu tài sản của công ty. Ví dụ như công ty tập đoàn Hòa Phát đi, tài sản ngắn hạn của nó ở quý 2 năm 2022 là 120.000 tỷ. Thì về phần tiền và các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở đây là nó chiếm 20.000 tỷ và 24.000 tỷ, là tầm 44.000 tỷ đúng không nào? Là cái phần tiền này á, là nó chiếm khoảng 36%. Thôi để mình lên máy tính tính đi cho nhanh. Ở đây là mình 44.000 tỷ đúng không? Chia cho 120 nhân cho 100 là cái phần tiền này nó chiếm khoảng 36% luôn. Thì chứng tỏ công ty Hòa Phát này á, là một công ty có tài chính khá là tốt vì có lượng tiền mặt khá là nhiều, chứng tỏ công ty làm ra tiền và có tiền để duy trì hoạt động của công ty. Phần tiếp theo khá là quan trọng mà mình muốn các bạn cần lưu ý đó là các khoản phải thu ngắn hạn. Chúng ta sẽ chọn cổ phiếu các phần này nó chiếm không quá lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty, vì có rất nhiều công ty họ sử dụng khoản phải thu này để book doanh thu ảo cho những công ty đấy, nên chúng ta đặc biệt phải lưu ý. Cái này là 14.000 tỷ đúng không ạ? Mình lấy 14.000 tỷ mình chia cho 120 nhân với 100% thì nó chiếm khoảng tầm 11,6%, xấp xỉ gần bằng 12%, thì nó cũng không quá lớn lắm. Phần tiếp theo mình muốn các bạn chú ý đến đó là tổng hàng tồn kho. Thì hàng tồn kho ở đây á, thì mình sẽ phân làm hai loại, đó là hàng tồn kho tốt và hàng tồn kho xấu. Hàng tồn kho tốt ở đây á, là khi mà công ty có sản phẩm mà nhu cầu bên ngoài khá là nhiều thì công ty sẽ có sản phẩm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng bên ngoài. Khi nào hàng tồn kho xấu thì khi mà công ty có sản phẩm mà nhu cầu bên ngoài không có, thì đó là hàng tồn kho xấu. Thì chúng ta phải đánh giá xem á, là cái nhu cầu của cái ngành nghề này nó còn cao hay không, tức là nó có tương lai tiềm năng hay không, và bên ngoài nó có nhu cầu đối với sản phẩm công ty này hay không, để từ đó chúng ta có thể đánh giá được xem á, công ty này có hàng tồn kho thì được xếp vào loại tốt hay loại xấu. Thì ở đây thì tổng hàng tồn kho của Hòa Phát là 57% luôn. So với quý trước thì nó có vẻ tăng lên cũng khá là đáng kể.
để mình xem thử cái hàng tồn kho này chiếm bao nhiêu phần trăm. 57 tỷ, 57 chia cho 120 nhân cho 100 thì cái lượng hàng tồn kho này chiếm 47,5% luôn. Thì mình đánh giá rằng thì cổ phiếu Hòa Phát này á, là một cổ phiếu có hàng tồn kho xếp loại vào hàng tồn kho xấu đi, vì hiện tại thì nhu cầu thép này là có, nhưng mà đầu ra cái giá đầu ra của thép đã hạ nhiệt nên giá bán của Hòa Phát sẽ không được cao lắm. À, mình có một cái bài báo ở đây đây, giá thép đây, giá thép đã giảm 12 lần, giảm liên tiếp cao hơn nửa triệu đồng trên một tấn. Giá thép trong nước là tiếp tục giảm thêm. Thì hồi xưa là giá thép là cao nhất là 4,1 triệu đồng trên một tấn luôn, nhưng hiện tại thì chỉ đạt mức 650.000 đồng trên một tấn thôi. Thì sau 11 lần điều chỉnh giảm liên tiếp của giá thép thì nhiều doanh nghiệp thép tiếp tục hạ giá sản phẩm từ ngày 2 tháng 8 với mức giảm cao nhất lên tới 650.000 đồng trên một tấn. Cùng với xu hướng thì thương hiệu thép Hòa Phát cũng điều chỉnh giảm các giá thép khác luôn, như thép cuộn, thép thanh này cũng bị giảm hết này, nên nó sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận công ty nhé. Đó thì cái phần này các bạn về các bạn cân đối kế toán thì các bạn chỉ cần chú ý cho mình như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ cần chú ý đến những cái mục mà cao bất thường thôi nhé. Ví dụ như là hàng tồn kho quý trước của nó 40 nhưng mà đến quý 2 á thì nó tăng lên ví dụ 100.000 tỷ đi. Thì các bạn phải vô trong chỗ báo cáo phần thuyết minh á, thì các bạn phải xem vì sao cái hàng tồn kho nó tăng lên lên đáng kể như vậy. Thì để phân tích một cái báo cáo tài chính thì cũng rất tốn thời gian các bạn, đây là mình chỉ giúp cho các bạn đánh giá nhanh thôi nhé. Còn nếu mà để mà muốn mua đầu tư lâu dài thì các bạn phải đánh giá được nhiều yếu tố khác nữa. À, vậy là vậy là mình đã chỉ ra được ba cái vấn đề quan trọng cần phải lưu ý khi mà đọc bảng cân đối kế toán rồi. Thì khi mà đã đánh giá nhanh như thế thì các bạn sẽ ra ngoài cái phần biểu đồ của Hòa Phát để chúng ta có thể lựa điểm mua. Nếu mà tốt á, thì chúng ta mới nốt lại và lựa cái điểm mua nhé. Nếu mà xấu á, thì chúng ta cũng phải chờ đợi. Đây, cái giá thép nó, của tập đoàn Hòa Phát nó đã giảm khá là sâu. Nó đã giảm từ cái đỉnh của nó là từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 mà giờ vẫn đang trong một xu hướng chưa có dấu hiệu bứt phá mạnh, nó vẫn trong một cái xu hướng downtrend. Thì tiện thể thì mình cũng nói qua luôn cái cách mình lựa chọn một cái điểm mua cổ phiếu nhé. Thì thường là mình sẽ dựa vào nó rất là nhiều yếu tố, nhưng mà về phần kỹ thuật á thì chắc chắn là mình phải mua nó theo xu hướng, thường là xu hướng tăng mới mua nhé, còn xu hướng giảm vẫn phải chờ đợi khi nào mà nó bứt bứt ra khỏi một cái xu hướng giảm thế này, và ví dụ như lên lên sinh tạo nền đi thì mình sẽ cân nhắc. Còn hiện tại thì nó đang đang giảm, mình sẽ bỏ cái kênh này đi. Mình sẽ đây, ở đây nó có một cái vùng hỗ trợ đây, nếu mà chúng ta do dùm ra một xíu ấy, thì nói chung với cái đường hỗ trợ của năm 2021 tháng 1 năm 2021 này. Nếu mà phân tích cổ phiếu này theo phương pháp Wyckoff á, thì đây đây có thể là một cái PS, mình sẽ thử nối đây ra coi, đây có thể là một cái PS, đây là một SC, có khả năng nó sẽ tạo một cái AR đâu đâu đó ở trên này. Về cái phương pháp Wyckoff thì
Thì đây. Về cái phương pháp quay cóp thì thường nó sẽ có thường có 4 pha. Thường ở đây là cái một cái phương pháp mà mình thấy rất là hay nhé. Tại vì thường một cổ phiếu nó phải khi mà nó đang ở trong một xu hướng downtrend ấy thì đó là thường mình hay gọi là chu kỳ phân phối ấy, thì để mà nó có thể uptrend được ấy, thì nó phải đi qua quá trình tích lũy cái đã. Các bạn cũng nên xem cái phương pháp này nhé. Cái phương pháp này mình thấy khá là hay, có thể là cái cổ phiếu Hòa Phát đang ở đâu đó quanh đây và nó sẽ lên xe trong một thời gian dài nữa để tìm một cái điểm cân bằng, và mình sẽ mua nó trong cái pha này. Pha D là pha D, nó sẽ tạo một cái BU hoặc là LPS ở đâu đây, mình sẽ mua vào và nó có một cái xu hướng tăng rõ ràng. Còn về cái xu hướng downtrend này mình không mua được nhé. Các bạn có thể bắt đáy cái cổ phiếu Hòa Phát này theo một cái chỉ báo RSI chẳng hạn. Đây, RSI khi mà RSI nó phải xuống vùng đây là vùng quá mua đi. Nó vùng quá bán thì các bạn có thể mua lên. Ví dụ như đây này. Nó đã xuống vùng quá này. Mặc dù chúng ta không ăn được bao nhiêu nhưng mà cũng không lỗ được nhiều. Đây, stop RSI thì đang có xu hướng cắt xuống thì có khả năng là trong vài ngày nữa nó sẽ không tăng mạnh được, nó sẽ lình xình đâu đó quanh cái vùng hỗ trợ này. MACD thì cũng đang hướng lên á nhưng mà vẫn chưa vượt qua cái đường không này. Đường MA histogram thì cũng đang bắt đầu có xu hướng mua, bắt đầu giảm. Ok, thì video của mình đến đây là hết rồi. Thì mình trong tương lai tới thì mình sẽ có những cái buổi chia sẻ như thế này nữa để cho các bạn có thể hiểu về cách đọc các bản báo cáo cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hay bảng lưu chuyển tiền tệ. Thì mình thì thuộc cái một cái trường phái đó là nửa cơ bản nửa kỹ thuật. Mình khi mà các bạn á mà chọn một cái điểm mua theo kỹ thuật rồi á, nhưng mà nó phải có một cái yếu tố gì đó, kiểu như một cái yếu tố vĩ mô hay là một cái yếu tố về ngành nghề để nó có thể có một cái động lực để có thể tăng mạnh được. Chứ nếu mà dựa vào điểm mua không thì các bạn dễ bị úp bô đó. Doanh nghiệp đó phải có yếu tố cơ bản hoặc là nó được hưởng lợi một cái gì đó từ vĩ mô chẳng hạn. Còn nếu đánh giá cơ bản không thì không thể nói trước điều gì, tại vì chúng ta phải chú ý một chút về kỹ thuật nữa. Tại vì ví dụ như một cổ phiếu mà cứ tốt đi, nhưng mà cái điểm mua của bạn nó mua lưng chừng ở đâu đây thì các bạn cũng sẽ bị lỗ trong một cái khoảng khá là đau. Biết là nó sẽ lên đó, nhưng mà quan trọng là cái lúc mà giảm này chúng ta có thể chịu được không, chịu được cái cơn đau đó không. Nếu mà lướt sóng thì thường là cứ gãy đường hỗ trợ là cứ cắt cho mình, stop loss cho mình. Còn nếu mà đầu tư lâu dài á thì cứ chia vốn ra nhé. Ví dụ ở trên này là ví dụ giá nó đang giảm đây, chỗ này các bạn muốn bắt đáy hay gì đi, ví dụ như là các bạn có 1 tỷ thì á, khi mà giá đã nó đã xuống đây đi, mình che không mà lại giá đã có lực cầu vào đi, các bạn nghĩ đây có thể đây là đáy rồi đi, đây sẽ có một cái đường hỗ trợ đây. Đừng bao giờ all in khi mà các bạn bắt đáy nhé. Nếu mà các bạn theo chỉ báo RSI hay là nhưng mà được thôi, nhưng mà đừng đừng có bắt đừng có all in hết vào một một lần, chia vốn nó ra. Nếu mà đầu tư lâu dài, ví dụ các bạn mua đây 20% đi, rồi các bạn mua đây khoảng 200 triệu đi, thì khi á, mà nó giảm tăng thì mình cũng nói tăng thì mình có thể mua mua lên. Còn nếu mà nó giảm 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 ở đây, các bạn có thể trung bình giá. Các bạn chỉ nên trung bình giá khi mà các bạn đã xác định được cổ phiếu đó có tiềm năng trong tương lai nhé. Còn nếu mà các bạn trung bình giá một cổ phiếu rác đi thì nó sẽ là lỗ lỗ kép và sẽ có khi là các bạn về bờ khá là lâu đó. Cái chia vốn này có khi các bạn mua chia chia ra thì cái giá của trung bình của các bạn nó sẽ nằm ở đâu đây thì nó đỡ đau hơn các bạn all in vô ở trên này. Nó là nếu mà vậy thì các bạn có thể sắp về bờ.
Ok, video mình chia sẻ đến đây vậy thôi. Giờ mình đi ăn cơm nữa. Thôi chúc các bạn giao dịch thành công.